cứu được. Bác sĩ nói vậy. Suýt nữa là không cứu được luôn. Dạ. Lúc đó bác sĩ Phan Rang nói là không cứu được. Wow, cả nhà xem có thấy không cả nhà? Để quay rõ cho cả nhà nha. Đây thường là cái ngực của mình á, là con trai á, là thường là nó dẹp hết luôn nha cả nhà nha. Còn đây bị u lên nè cả nhà nha. Để tới quay như vậy là cả nhà mới thấy rõ này, thấy không? Nó bị u lên này. Cái tim mình này nó dồn qua bên này hay sao em? Tý xin mến chào cả nhà thân thương đã đến với kênh của Tý. Thì cả nhà ơi, thì hôm nay Tý quay lại trở lại đây cả nhà ơi, thì thăm một cái hoàn cảnh đặc biệt rất là khó khăn luôn. Thì Tý nghe xong cái hoàn cảnh này Tý cũng thật rất là buồn cả nhà. Thì cái hoàn cảnh này là bị như vậy nè cả nhà. Cả gia đình là người mẹ là năm nay là 23 tuổi, người chồng thì chắc là cũng lớn hơn người vợ chồng, thì Tý cũng không hỏi rõ đây. Thì Tý cũng được một người quen của Tý giới thiệu, người quen ở trên này thôi, ở huyện Bắc Ái nè cả nhà nha. Thì giới thiệu qua là có một đứa bé là bé trai 5 tuổi, mà chỉ với 5 tuổi rồi mà mang một cái căn bệnh gọi là bệnh tim cả nhà. Thì bệnh tim là từ lúc nhỏ tới bây giờ luôn. Nhà thì hoàn cảnh thì cả nhà cũng thấy rồi đấy. Thường thì ở chỗ khu vực huyện Bắc Ái thì ai cũng có nhà hết, nhưng mà cái hoàn cảnh này là của chị là chưa có nhà nha, vẫn ở cái chòi như vậy nha cả nhà nha. Thật sự là Tý nghe sau cái câu chuyện này Tý cũng rất là buồn luôn. Tý không có giúp được gì cho bé, nhưng mà Tý hôm nay Tý quay chia sẻ như vậy này, Tý cũng mong là quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân có xem được video của Tý thì hãy cùng theo dõi với Tý, thì để cùng xem bé, để nếu chúng ta giúp có thể là giúp đỡ bé được thì Tý cũng rất là mừng luôn cả nhà ơi. Thì cùng theo chân Tý nha cả nhà nha. Tý cũng quen nữa, Tý cũng xin chúc cả nhà một ngày mới an lành, vui tươi và hạnh phúc. Xin chúc cả nhà luôn gặp nhiều may mắn và nhiều sức khỏe. Ok, thì hôm nay Tý đi gặp này cả nhà ơi. Mẹ bé thì nãy giờ Tý cũng chờ cũng lâu á cả nhà. Bây giờ thì mẹ bé đi nhận quà về rồi, bắt đầu là Tý đi quay nha. Thì Tý cũng nhờ một người chị bên này, chị áo xanh này cũng chị dặn cho Tý. Dạ em chào cả nhà nha. Hay là mình ngồi đây để dậy cho dễ nói nha. Mình ngồi đây cho dễ nè. Ô, em thấy mình nấu cơm ở ngoài trời đúng không hả chị? Dạ. Ôi trời ơi, nấu cơm như vậy rồi trời mưa sao nấu. Đây này cả nhà, cái này là bếp này. Dạ con chào cô nha. Ôi trời ơi. Hồi nãy cả nhà ơi, thì Tý cũng có nói chuyện qua gia đình rồi đấy. Thì Tý cũng được biết là mẹ bé là năm nay là 23 tuổi, là nhỏ tuổi hơn Tý. Còn cô ơi, cho con hỏi cô tên gì? Con không biết, con không hiểu tiếng Kinh. Con nói tiếng Kinh được hả? Cô là không nói tiếng Kinh được nha cả nhà nha. Em ơi, anh cho anh hỏi là em năm nay bao nhiêu tuổi? Em 23 tuổi. Em tên gì rồi nhỉ? Mến. Em tên Mến hả? Dạ. Chồng em bây giờ đi làm đâu rồi? Đi làm ở Ma Nới. Đi làm ở Ma Nới hả? Dạ. Ma Nới là xa lắm á. Dạ. Đi làm đó là đi làm ở lại hay là đi về em? Ở lại. Đi làm ở lại đó. Thường là mấy ngày là chồng mới về một lần? Chắc tuần 2 tuần. Tuần 2 tuần mới về một lần á. Làm như vậy là một tháng được bao nhiêu tiền em? Một tháng tầm 2-3-4 triệu vậy đó. 2-3-4 triệu vậy nè. Dạ. Dạ, chồng mình là hiện tại bây giờ là làm công việc gì ở trên đó? Công trình là làm thợ hả? Làm như vậy hả? Anh được biết cái gia đình của mình á là có một đứa bé là bị tim bẩm sinh á, là cụ thể là cái bệnh đó như thế nào, hay là bé này luôn đúng không em? Dạ. Bé tên gì nè? Nguyễn. Bé tên Nguyễn hả? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 6 tuổi rồi cả nhà ơi. Hình như bị bệnh tim thôi mà nó dồn lên cái móng tay của bé này cả nhà. Này chú cho xem cái móng tay này này. Cái cụ thể bệnh này là như thế nào, em có thể nói rõ cho anh nghe được không? Dạ, bác sĩ nói là tim bẩm sinh tím gì á. Tim bẩm sinh gì em? Tím. Bị tím mà. Nó tái, tím tái hết cả môi, chân tay nữa. Tím hết luôn à? Dạ. Có khi nào là bé lên cơn gì không em? Dạ, đây cả nhà ơi, cả nhà xem cái bàn tay của bé này, tím hết rồi này, cái môi của bé, cái mặt của bé cũng vậy này. Thường là từ ngày nếu mà bé bình thường là hiện tại đúng không em? Dạ. Còn nếu mà bé lên cơn mà bé gọi là đến lúc bệnh là bé như thế nào?
Dạ, mỗi lần đi chơi á, đi chơi mệt á, thở mệt, tay chân đều tím hết, môi tím hết. À, đi chơi về thôi cũng mệt đấy mà. Mặt mũi cũng vậy. À, dạ. Anh đem xem cái chân này, đây cái chân cũng bị luôn này cả nhà ơi. Cái tay với cái chân là giống nhau hết luôn nha. Đây, thường là cái móng tay của mình, cả nhà thấy không? Cái móng tay của mình thì bị dẹp xuống, nhưng mà của bé này, cái móng tay hay móng chân của ai cũng vậy. Đây, thấy qua cái móng chân của mẹ thấy không? Cái móng chân của mẹ bị dẹp xuống hết, nhưng mà cái móng chân của bé này bị phù lên hết rồi cả nhà. Tới thấy con người bé là, tới người gần hồi nãy là bé thở rất là khó luôn nha. Cả nhà nghe rõ nha. Bé thở rất là khó luôn. Em thử dỡ cái áo lên để cho anh xem cho bé đi. Ô cả nhà ơi. Wow. Cả nhà xem có thấy không cả nhà? Để quay rõ cho cả nhà nha. Đây, thường là cái ngực của mình á, là con trai á, là thường là nó dẹp hết luôn nha cả nhà nha. Còn đây bị u lên nè cả nhà nha. Để tới quay như vậy là cả nhà mới thấy rõ này, thấy không? Nó bị u lên này. Cái tim mình nó dồn qua bên này hay sao em? Dạ, bác sĩ nói là càng lớn nó chơi một cái tim nó càng lớn á. À, dạ. Là ủi cái này lên hả? Dạ. À, bé năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 6 tuổi. Bé 6 tuổi rồi mà còn có nhiêu đây thôi hả? Dạ. Đấy cả nhà ơi, 6 tuổi rồi mà chưa có phát triển nổi nha cả nhà. Tại vì tí con nghĩ là do cái bệnh tim này bé thở rất là khó luôn. Ở trong gia đình mình có ai bị như vậy nữa không, hay là chỉ có một mình bé thôi? Mình bé có. À, em năm nay bao nhiêu tuổi? À, em năm nay có mấy đứa con rồi? Đúng. Một đứa này thôi mà bị con như vậy. Ăn cơm có được không em? Có lần ăn nhiều nhiều hơn chén, còn đưa ăn ít nửa chén. À dạ. Để thường những ngày nếu mà bé lên cơn là như thế nào, gọi là nặng nhất của bé từ xưa tới giờ đấy em? Thế thì chưa cảm thấy đau á, nó chưa bao giờ nói, không có nói. À, chắc là chưa đau á, chỉ có đi chơi mệt thôi là nó thở dốc mà. À, như cái thường ngày như bình thường là bé có nói chuyện gì bình thường không em? Có. Bé có nói được không? Nói chuyện nhiều quá cũng mệt nữa. Nói chuyện cũng mệt nữa. Dạ. Nhưng mà bé như vậy nè thì theo anh nghĩ là em đừng có cho bé đi chơi nhiều, là chạy hay gì đấy, là cũng nên hạn chế, là không cho bé đi chạy á. Bé mà chạy nhẹ nhiều là anh thấy bé ngồi nói chuyện một xíu thôi, bé chưa có nói nữa là cả nhà thấy mặt của bé này là cảm thấy là giống như là bé rất là mệt đấy. Chứ con bé không có như người bình thường được đấy. Cái tay chân của bé này cả nhà xem này, nó nhỏ xíu cả nhà. Cái này là 6 tuổi rồi đấy. 6 tuổi thường mà lúc mà con của Tý 6 tuổi là con Tý cũng lớn lắm rồi, mà bé 6 tuổi cả nhà thấy này. Đây cái môi của bé này nè. Con ăn cơm có ngon không? À, không biết cả nhà. Nói cái gì bé con lắc đầu hết đấy. Tên Nguyễn hả? Dạ. À, cũng nghe được mà nói chuyện không được hả? Giỏi thế nha, con nghe được luôn mà nói chuyện không được. Bé này này có đi học không? Không đi học hả? Bé thích đi học không? Không thích luôn. Nà, làm như vậy cha nó về nhà là nó có ấy không? Nó có theo cha không? Có hả? Đi đâu theo đó. À, từ lúc trước tới giờ là em có dặn con mình đi khám ở đâu chưa? Từ Bệnh Nhi Đồng 2 em có dẫn đi khám trên Bệnh Nhi Đồng 2 một lần. À, đó đến giờ không đi khám. Là nữa. Đi khám một lần thôi, là lúc đó bé mấy tuổi? Lúc đó bé 9 tháng rồi đó. À, 9 tháng là đi rồi. Dạ. Là bé vừa đẻ ra là bị luôn. Dạ, 7 tháng là đi Bệnh Nhi Đồng rồi. À, lúc mà đẻ ra là bắt, lúc cái người đẻ cho bé là lúc đẻ ra như vậy là bác sĩ có nói là bé bị chưa? Vừa đẻ ra đấy. Dạ không. Lúc đó bác sĩ không có khám cho bé. À, dạ, không biết. À, vậy là lúc đẻ ra là chưa có phát hiện. Dạ. Là tới khi nào em mới phát hiện là bé bị như vậy đấy? 7 tháng. À, tới 7 tháng thì em mới biết được. À, bé sốt nhiều quá, sốt khoảng 1 tuần 2 tuần gì đó lại sốt, rồi xuống bệnh viện khám. À, nói là chẩn đoán là bị tim bẩm sinh. Tim bẩm sinh, nhưng mà có nói rõ hơn là bị tim bẩm sinh bé anh biết rồi, nhưng mà về cái tim nó ví dụ là van tim hay là cái gì không có nói rõ không? Bác sĩ nói là hở van. Hở van. Hở van tim ba lá hả? Dạ. Em có biết là nếu mà phí điều trị của bé như vậy á, là nếu liên quan về tim nó rất là cao không? Em cũng biết, bác sĩ cũng tư vấn cho em đúng không? Này là hở van tim ba lá luôn. Là từ lúc đó em đi khám một lần về như vậy là bác sĩ có cho thuốc uống gì không em? Có, lúc đó có cho thuốc uống. Ừ, bây giờ hiện bây giờ là bé có đi uống thuốc, mua thuốc uống không? Dạ không.
đó tới giờ chưa, không có mua thuốc uống. Xong lâu lâu á em dặn bé đi khám á, hoặc là bé bao nhiêu tầm 6 tuổi rồi, bé 6 tuổi hình theo anh nghĩ là bé còn bảo hiểm đấy, là bảo hiểm ở trên xã là họ cấp á, là mình đi xin bảo hiểm em đi khám cho bé á, để bé được uống thuốc hàng ngày có thể là bé đỡ hơn. Tuy chắc chắn là nó có thể khô hết theo anh biết được như vậy, nhưng mà có thể là duy trì được gọi là cho bé khỏe hơn mỗi ngày á. Tại không có tiền nên không xuống đi khám. Em thường ở nhà là em làm cái nghề gì? Thì em đi rẫy. Còn như mẹ em này làm gì ở nhà? Ở nhà chăm coi bò. Coi bò hả? Bò này là của nhà nước cho phải không em? Dạ. Bò gia đình hả? Bò gia đình. Bò gia đình hả? Là của người ta cho hay là của mình luôn? Của mình. Bé bị như vậy là từ trước giờ là có ai qua thăm bé không? Dạ. Chưa có ai thăm qua thăm bé hả? Anh tính anh quay cái video này anh gửi lên đấy, thì nếu mà có cô chú anh chị mình thường quân mà có xem được video của bé đấy, nếu mà có ủng hộ cho bé á thì anh sẽ qua đây thăm em một lần nữa. Thật sự là anh thấy cái bé này cả nhà, kéo lên giúp anh với, anh thấy xót quá cả nhà, tí thấy xót quá nhà ơi, rất là buồn luôn. Bé chỉ có 5 tuổi thôi mà phải chống chọi với cái căn bệnh này, gọi là căn bệnh quái ác luôn hả cả nhà, bị tim mà hở ba lá luôn hả em. Nói là hở van tim ba lá luôn. Mới có 7 tháng thôi là mình phát hiện rồi. Lúc đó là bé có thở hơi khó gì không, lúc nhỏ có nó thở cũng thở dốc á. Cái sự nhà xót quá cái nhà. Cái lúc đầu tiên mà nó lên cơn, tại lúc đó đầu tiên không biết á, cảm thấy nó đau, nó khóc dữ. Lúc lên cơn là đau dữ lắm. Còn tới bây giờ là nó chỉ u lên như vậy thôi. Ở trên ngực bé này u lên thôi. 7 tháng lúc đó nó cũng nặng lắm chứ. Suýt nữa là không ấy, không cứu được. Bác sĩ nói vậy. Suýt nữa là không cứu được luôn. Lúc đó bác sĩ Phan Rang nói là không cứu được, nên em đưa nó lên bệnh nhi đồng 2. Ấy là mình đi khám ở dưới tỉnh. Nhưng mà ở dưới tỉnh nói là không có cứu nổi nữa. Mà em cũng phải giành giật cái phần sống của con em. Em cũng phải cố gắng lên, em lên trên thành phố em cứu con. Là lúc đó như vậy là đi chi phí là nhiều lắm á. Em kiếm ở đâu ra được đấy? Lúc đó hai vợ chồng không có tiền nên đem có 2-3 triệu cho lên xe Sài Gòn. Lúc đó có bảo hiểm gì không em? Có bảo hiểm. Anh thấy em như vậy là em gọi là một, đúng là một người mẹ vĩ đại đấy. Lúc đó là gia đình nó là không cứu được thì đưa về nhà, nhưng em cứ chịu. Muốn đưa con nó đưa lên thở. Đúng rồi. Thì nó là đã cơn qua cơn nguy kịch như thở. Qua cơn nguy kịch mà lên đến đây đó là họ có làm gì bé không? Cho uống thuốc thôi hay là họ khám thôi? Đó, khám rồi tiêm thuốc, truyền thuốc, truyền ống hết đường đời người luôn. Là lúc bé lên như vậy là tiêm ống, cắn ống rồi hết đầy người đúng không hả? Lúc đó em nhìn con em tội không? Dạ tội chứ. Đến đó em khóc xuống. Em khóc luôn hả? Rồi bây giờ lại về như vậy là từ lúc mà bị nặng lần đầu tiên như vậy tới lúc bây giờ là chưa có bị trường hợp đó nặng nữa đúng không em? Dạ, như vậy là anh thấy ông trời ông cũng thương em, không làm cho bé nặng hơn nữa. Nhưng mà anh nhìn cái ngực của bé tội quá nè. Thấy cái cổ này cả nhà, cả cổ của bé này lúc nào cũng nhảy nhảy nè cả nhà nè. Tim nó hình như nó leo lên trên này luôn sao em? Tim đập rất nhanh á. Đập nhanh lắm hả? Thường thì tim của mình thì nó đập bình thường á. Bây giờ bé tim nó đập nhanh quá. Chồng em là lúc mà như vậy là hai vợ chồng đưa con lên luôn hả? Chồng bây giờ là đi làm. Làm tuần 2 tuần về. Thì nói chung thì anh thấy cái hoàn cảnh của mình á, anh cũng muốn được chia sẻ rộng rãi hơn. Thì nếu mà video này anh quay xong thì anh có thể nhờ bạn của anh qua đây quay chia sẻ nữa, tại vì bạn của anh thì kênh lớn hơn. Có thể là qua đây để quay hai mẹ con em. Anh thì anh không giúp được nhiều tại vì kênh anh nó còn quá nhỏ. Hôm nay thì anh qua đây thì anh chỉ giúp em là vài trăm ngàn để em gọi là để em hỗ trợ em đấy.
hỗ trợ em một ít như vậy thì em cho phép anh quay cái căn nhà của em một chút nha. Ok. Đây cả nhà ơi, và đây là toàn cảnh của căn nhà, để tí quay cho cả nhà xem nha. Thật sự rất là buồn luôn khi nghe được tin mà một đứa bé chỉ với là 5 tuổi rồi mà phải mang căn bệnh, gọi là căn bệnh quái ác luôn cả nhà. Đây, và đây là cái khu nhà bếp của gia đình nha. Trời mưa là chắc chắn là sẽ không nấu được. Có trời nắng này, đây hôm qua trời mưa là phải lấy tôn che lại ha em. Đây cả nhà. Để tôi quay trong này đây. Ở trong nhà này là hiện tại là mình ở là mấy người em? Dạ. Còn có bé là 4 người. 4 người hả? Em chờ anh. Đây cả nhà, tí sẽ quay vòng cái nhà này cho cả nhà xem nha. Đây. Cái nhà hiện tại bây giờ là nhà này là gọi là nhà sàn nha cả nhà. Ở đây là hiện tại cái chân trong cái căn nhà này là sống 4 người. Tôi quay trong cái vòng sau nhà luôn cả nhà xem nha. Đây cái nhà ơi, ở khu trên kia là cái núi nha. Thì thật sự rất là xót xa luôn cả nhà. Tí có thể là tí lặp lại những cái câu nói này, tại vì thật sự tí thấy cái hoàn cảnh của gia đình bé cả nhà. Tí rất là đồng cảm luôn, nhưng mà tí còn quá nhỏ bé để giúp đỡ cho bé được. Tí cũng cầu mong cho cả nhà có xem được video của tí, thì nếu mà ủng hộ bé thì hãy liên hệ với tí để tí còn qua giúp đỡ bé nữa cả nhà. Rất là buồn. Tí thấy bé mà giống như là tí ngẹn lời lắm cả nhà. Em ơi, em ở như vậy này là nước thì mình lấy ở đâu mình xài hả em? Dạ, xài chung với nhà mẹ bên kia. À, xài chung với nhà mẹ bên kia. Là mỗi lần lấy nước phải qua bên đó lấy. Bây giờ là họ chưa cấp nước cho mình hả? Hay là mình chưa có tiền lấy? Dạ, chưa có tiền lấy nước. À, mình chưa có tiền lấy nước hả? Để cả nhà ơi, hoàn cảnh thì tí quay thì ngày nãy giờ cả nhà cũng thấy rồi đấy. Bé ơi, cười cái nè. Đây, tí bảo bé cười, bé mới cười đây cả nhà. Ta cái tay này cả nhà thấy không? Để tí cho cả nhà thấy cái tay của tí với cái tay của bé này. Khác hẳn luôn cả nhà này không? Tí nghĩ là tim bị như vậy là gọi là đập máu lưu thông không đều đấy. Dạ. Đấy, theo anh nghĩ là như vậy đấy. Bị như vậy là coi cha mẹ bên em cũng biết hết đúng không? Đúng không? Dạ. Cha mẹ anh biết là chắc là cha mẹ em cũng khó khăn. Em có thể cho anh quay ở trong nhà của mình một chút xíu được không em? Dạ. Này cái nhà tí sẽ quay trong nhà nha. Đây, cái này là điện, này là điện nhà nước cấp hay là mình cũng lấy ké đây em? Dạ, lấy ké nhà bà nội. À, bên kia là nhà bà nội mình nữa. Đây cái nhà là bé mới lên đây nè. Cái nhà ơi, trong cái nhà này thôi như vậy thôi em ơi, không cần nhiều đâu, anh quay sơ qua cho kênh của anh xem thôi. Này, này anh xuống đây nói chuyện với anh xíu nữa rồi mình tắt máy nha. Anh quay một ít thôi, anh quay nhanh thôi thì để chia sẻ cho cô chú anh chị ở trên kênh biết được. Nếu mà có thể giúp đỡ em thì anh thật sự rất là vinh dự để anh qua gặp em một lần nữa. Ở trong cuộc sống hàng ngày đó, em có cảm thấy khó khăn gì ở trong cuộc sống không? Dạ có. Như thế nào? Em nói cho anh nghe thêm nè. Đi làm lúc nào có thì có ăn, có thì không có. À, nghĩa là lúc mà có việc người ta kêu mình đi làm á, dạ, thì cũng có sống để qua ngày. Dạ. Còn như mà không có việc á, là mình không có gì để ái luôn, dạ, không có gì để ăn luôn. Có những hôm nào mà em đói gì, lại gọi không có gì để ăn không? Còn bí gì á đem xuống nấu ăn. À, nhà mình có rẫy không em? Có. À, vậy là có trồng rẫy, là trồng bắp gì ở trên đó. Khi nào mà con có đồ là leo lên rẫy hái đồ về ăn. Dạ. Em giỏi quá. Em năm nay 23 tuổi, vậy là mình lấy chồng năm bao nhiêu tuổi em? 16 tuổi. Em 16 tuổi là lấy chồng rồi. À, 16 tuổi là lấy chồng. Em lấy chồng vậy là mấy năm? À, đúng rồi, em 16 tuổi. Dạ. Lúc đó lấy chồng là chắc là còn nhỏ xíu, chưa biết gì đúng không em? Dạ. Vậy là bị chồng dụ đúng không? Chồng em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Chồng 25, em 23. Dạ. Chồng lớn hơn em là 2 tuổi. Dạ. Vậy là chồng em lúc đó là 18, em 16. Dạ. À, hai vợ chồng cũng thôi cố gắng em nha. Thì qua đây thì anh chia sẻ như vậy. Thì hôm nay thì anh sẽ trích ra một quỹ số tiền của trong nhóm Đại Gia Đình Phước Bình của anh. Anh sẽ tặng cho em với bé là 300 ngàn. Để cho em nếu mà có lo cho bé được thì cố gắng lo cho bé về tiền thuốc. Tuy là nó không nhiều nhưng mà cái này là cái phần quà của nhóm của anh. Thì anh cũng hy vọng là em nhận. Em nha, em chờ anh một chút xíu nha. Em ơi, thì anh đến đây hôm nay á, anh cũng biết được cái hoàn cảnh của bé. Thật sự là anh cũng rất là thương bé luôn. Nhưng mà vì anh còn quá nhỏ đi, Ken anh còn quá nhỏ thì anh quay chia sẻ như vậy. Nếu mà có chạm đến được mạnh thường quân, mà có ai mà đến giúp đỡ em á, thì anh sẽ là người quay lại một lần nữa để thăm em và thăm bé, bé Nguyễn. Bé Nguyễn là năm nay là 6 tuổi là không đi học được. À, nhưng mà em ơi cho anh hỏi thêm một chút xíu là em có xin học cho bé chưa hay là bé không muốn đi học? Dạ có, em có xin đi rồi nhưng mà cô giáo thấy nó khóc nhiều quá, tím hết, mặt đỏ hết. À, dạ, nó thở mệt, cô giáo sợ. À, ấy tức có nghĩa là bé đi học rồi. Dạ. Là lúc đầu tiên là bé đi học rồi. Dạ. Nhưng mà bé đi học mà bé bị khóc quá. Dạ. Là mỗi lần bé khóc là bé tím người hết. Dạ. Là cô giáo sợ, cô giáo không dám nhận. Dạ. À, tội cho bé quá cả nhà ơi. Con ơi, qua đây với chú nè. Đây, đây ngồi gần mẹ đấy. Căng thẳng dơ đấy, dơ qua bên đây ngồi nè. Đây, đúng rồi, ngồi xuống đúng rồi. Đây nè, hôm nay chú qua đây chú cho tiền ăn bánh nha. Cho tiền mua thuốc nha. Đấy cả nhà ơi, nói cật đầu đã lắm cả nhà. Đấy, thì hôm nay là nhóm Đại Gia Đình Phước Bình của anh. Là anh ở trong nhóm đó, anh là trưởng nhóm. Thì có ba chị ở trên Sài Gòn là cùng tài trợ cho anh là một cái quỹ nhỏ để anh đi gặp hoàn cảnh khó khăn, anh chia sẻ, anh tặng. Thì hôm nay thì anh tặng cho em là 300 ngàn. Thì anh mong em nhận để mua đồ cho gì cho bé. Thì em cảm ơn giúp anh là nhóm Đại Gia Đình Phước Bình. Em cảm ơn giúp anh. Em cảm ơn nhóm Đại Gia Đình Phước Bình. Nhóm Đại Gia Đình Phước Bình. Phước Bình. À, ok. Em cảm ơn rất nhiều. À, thì anh thật sự mỗi lần mà anh giúp một người á, anh cảm thấy rất là vui. Đặc biệt là hai mẹ con em hôm nay anh qua đây anh giúp. Giống như là anh gieo duyên cho tất cả cô chú anh chị. Nếu mà xem được video của anh thì cùng đồng hành với anh. Anh cũng hy vọng là sẽ đồng hành với hai mẹ con em lâu dài hơn nữa, giúp đỡ hai mẹ con em nhiều hơn nữa. Cái đó là niềm vui của anh. Thì anh xin phép kết thúc video tại đây. Thì em chào mọi người luôn nha. Thì chào tất cả mọi người nha. Thì hẹn gặp tất cả mọi người trong video tiếp theo. Thì video hôm nay thì Tý cũng cảm ơn mọi người đã xem video. Thì Tý cũng hy vọng mọi người là đăng ký giúp Tý để đồng hành Tý trên quãng đường thiện nguyện để đi giúp đỡ được nhiều người hơn nữa. Chào tạm biệt cả nhà.